Quá trời ơi. Có một cây ươi nhỏ. Đây là những mồi trai ơi, trai ơi này nhỏ mà trái nhiều rồi, khô phân nữa rồi, bài phân nữa, tư phân nữa. Đây là gốc ơi, đây là chân đọt, đây là đọt 5 mét nữa, trái qua trời. Đây, cây búa. Em ơi, quét nhanh đi, xong chưa? Cứ bay bến còn nhiều lắm Tâm ơi. Hả? À, trên đọt còn 7-8 kg mày. Quá trời cháy luôn à. Học tí tí không em ơi.